Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là tại sao bạn lại mơ đến họ, và thông điệp của những giấc mơ đó là như thế nào. Thì ở đây mình đã có sẵn 4 tụ bài rồi, cho nên là mọi người có thể chọn theo tụ bài mình cảm thấy thu hút nhất. Và 1, 2, 3, 4, tại sao bạn lại mơ đến họ và thông điệp của những giấc mơ nha. 1, 2, 3, 4. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên trước. Tụ màu tiên là tụ màu trắng với một chút xíu màu xanh lá. Để xem các bạn có gì, các bạn có lá hy vọng ở đây. Đến đây mình sẽ đọc cái thông điệp này sau nha. Tại sao bạn lại mơ đến họ và cái ý nghĩa hay là thông điệp của những giấc mơ đó là những cái gì? Thì đối với những bạn chọn tụ số 1 á, mình cảm nhận được ở đây có thể rằng là cái mối quan hệ của các bạn nó vẫn chưa phải là cái mối quan hệ chính thức, tại vì các bạn vẫn còn có lá flirt ở đây. Mọi thứ nó sẽ chỉ dừng lại ở cái mức độ là các bạn có cảm tình với họ và họ cũng có cảm tình với các bạn. Cả hai bạn có những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là có những cái điều rất là ngọt ngào khi ở bên cạnh nhau. Nhưng mà ở đâu đó bên trong bản thân của bạn á, thì bạn luôn có những cái suy nghĩ rằng là liệu rằng người đó họ có thật sự hướng tình cảm về phía mình hay không, hay là cái cảm giác của họ chỉ là đối xử với mình giống như là bao người bạn bè khác mà thôi. Thì chính vì như vậy, chính vì cái việc mà bạn không chắc chắn rằng á, ở bên bên trong hay là những cái suy nghĩ của bản thân họ, cái tình cảm của họ dành cho bạn như thế nào, cho nên là các bạn không dám tiến tới, các bạn không dám đầu tư quá nhiều trong mối quan hệ này. Ở đây các bạn có lá 6 xu là hình ảnh của một người và đang trao đi những cái, ban tặng những cái gì mình có và chia sẻ cho những người khác đang bị thiếu thốn. Và thật ra ở đây á, trong cái trải bài của các bạn thì nó mang cái, đến cái ý nghĩa rằng là có rất là nhiều cái sự rụt rè ở đây, và bạn vẫn có cái tình cảm đó. Bạn biết được rằng họ cũng có cái tình cảm đó, bạn cảm nhận được điều đó, bạn linh cảm được. Nhưng mà đâu đó bạn không dám chắc chắn về cái mối quan hệ của mình, không dám chắc chắn rằng cái chuyện tình cảm này sẽ đi sâu. Cho nên là cho dù bạn có rất là nhiều cái resort, nghĩa là cái nguồn tài nguyên ở phía sau lưng mình, nhưng mà bạn vẫn có một cái điều đó bạn rất là đắn đo ở đây. Bạn có lá Free Yourself và Nine Wind. Lá Nine Wind ở đây giống như là cái việc là bạn phải đối diện với những cái nỗi sợ và để tìm cách để chữa lành, và Free Yourself giống như là hãy giải phóng bản thân. Hai cái lá này khi mà xuất hiện á, nó không hẳn rằng là cái việc là bạn phải từ bỏ cái mối quan hệ này, nhưng mà nó thiên về cái việc rằng là bạn phải giải phóng bản thân mình ra khỏi chính cái nỗi sợ đã tiềm ẩn bấy lâu bên trong bản thân của bạn. Có thể rằng khi mà bạn cảm thấy cái mối quan hệ này á, có một chút khởi sắc, có một cái điều gì đó nó rất là tuyệt vời. Ở đây các bạn có lá King of Wands và lá King of Cups, có hai lá ở đây, cho nên nói ra thì khẳng định được một điều rằng là họ có tình cảm với bạn, và cái tình cảm đó nó rất là nồng nàn, nó rất là dạt dào, nó có rất là nhiều lửa. Nhưng mà cái dạng người này sẽ là cái kiểu người giống như là trong ấm mà ngoài lạnh. Ở bên ngoài thì họ tỏ ra cái vẻ rất là bình tĩnh, rất là ôn nhu, ôn hòa, giống như là mặt nước tĩnh lặng vậy. Nhưng mà sau bên trong đó thì những cái gọi là những cái ngọn lửa, những cái niềm đam mê, những cái tình cảm nó dạt dào, nó dành cho bạn rất là nhiều. Hoặc có thể là ngược lại nha, là chính bạn là cái người có rất là nhiều tình cảm dành cho họ, nhưng mà ở bên ngoài thì bạn cố gắng tỏ ra rất là bình tĩnh, rất là ôn nhu, rất là tĩnh lặng. Thì nó có thể là có hai chiều. Nhưng mà cái quan trọng rằng là trong cái mối quan hệ này, và ngay cả về phía cảm giác của các bạn không dám nhìn nhận về cái vấn đề đó, các bạn không dám bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình. Các bạn có quá nhiều cái nỗi sợ đây, có quá nhiều cái nỗi lo. Có thể rằng đối với những bạn chọn tụ số 1, các bạn bị cái sự lo lắng giống như là mình sẽ bị tổn thương, hoặc là cái tình cảm này nó chỉ đẹp khi mà đang ở những cái giai đoạn bắt đầu thôi. Và bạn lo rằng khi mà các bạn tiến lên một cái tầm cao mới, một cái bước mới, thì biết đâu được rằng sẽ có nhiều cái vấn đề phát sinh và mọi thứ nó sẽ không còn đẹp giống như là cái khoảng thời gian này nữa, và bạn sẽ không thể nào tận hưởng được niềm vui. Cho nên ở đây á, những cái giấc mơ của bạn khi mà mơ về họ, mình cảm nhận được có nhiều cái gọi là cái sự khát khao và
thậm chí cả những cái sự khát khao á, bạn mơ thấy rằng là bạn và họ có những cái buổi hẹn hò, những cái buổi đi chơi, những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ. Và nó giống như là cái việc rằng là bạn bạn vừa có sự khát khao mà bạn vừa có sự gọi là struggle, nó làm dấy lên rất là nhiều những cái nỗi sợ lo sợ của các bạn. Cho nên á, đối với những bạn chọn tổ số 1 á, đã lúc các bạn cần phải đứng lên và giải phóng bản thân mình khỏi những cái nỗi lo hay là những cái nỗi sợ đó. Cái lá Nightwing ở đây, nếu mà các bạn để ý á, thì cái chữ cuối cùng ở đây là chữ healing, có nghĩa là hãy tự chữa lành cho bản thân của mình, hãy tự giải phóng mình ra khỏi những cái nỗi sợ bấy lâu nay. Có thể rằng cái hàng rào này á, nó không là gì khác ngoại trừ cái nỗi sợ của các bạn. Và thông điệp trong những giấc mơ của các bạn á, là đến lúc các bạn cần phải lấy lại cái sự chủ động dành riêng cho bản thân của mình. Và thay vì các bạn chờ đợi cái người đó mà có những cái hành động tiếp theo á, thì bản thân mình hãy là cái người làm việc đó. Ở đây bạn có do something for someone, có nghĩa là hãy là cái người dẫn dắt, người hướng câu chuyện. Không biết là mình sử dụng là, ý là cái người mà hướng câu chuyện hay là dẫn dắt cái mối quan hệ tình cảm của các bạn đi lên phía trước. Và hoặc là đã lúc bạn cần phải xác định được giống như là cái cảm xúc thật sự của mình trong cái mối quan hệ này như thế nào, và những điều mà mình thật sự mong muốn ra sao, tại sao mình lại liên tục mơ về họ như vậy. Và bạn cần phải nhìn nhận lại cái thật sự á, cái sự khát khao ở bên trong trái tim của mình, cái điều mà mình thật sự muốn, và đừng phủ nhận nó nữa. Tại vì ở đây đối với những bạn chọn tuổi số 1 á, mình cảm nhận được rằng là các bạn cũng có hơi có bị cái thiên hướng như là các bạn phủ nhận những cái điều tuyệt vời đến với mình, và bạn nghĩ rằng là nếu như mà mình tiếp tục ignore nó, mình không quan tâm nó, thì mọi việc sẽ ổn hơn thôi. Nhưng mà cái tiếng nói trái tim của các bạn, những cái gì mà các bạn nó đang đến mình và nó đã dồn dập rất là nhiều rồi, cho nên là cái việc mà các bạn phủ nhận hay là phủ định nó sẽ hoàn toàn không thể làm nào làm được như vậy. Và thậm chí đó chính là lý do tại sao mà thậm chí trong những giấc mơ họ lại xuất hiện, họ đã đến trong giấc mơ của bạn và bạn không biết cách nào như là để từ chối, là bạn cũng không hiểu lý do tại sao như vậy. Và mình sẽ đọc thông điệp của cái lá hy vọng này nha. Mình sẽ để gần để cho các bạn có thể đọc chung với mình luôn. Tôi đặt hy vọng vào bản thân và thế giới. Bằng sự hy vọng, tôi không né tránh thực tại nhưng vẫn lạc quan về cuộc đời. Khi nhìn vào những điều tốt đẹp trong mọi người, nhìn thấy ánh sáng trong mọi tình huống, tôi biến đổi cách tiếp cận vấn đề và hành động theo hướng xây dựng. Rung động lạc quan đó dễ dàng được lan truyền đến người khác và tạo nên thế giới mà chúng ta hằng mong ước. Yes. Cho nên đối với những bạn mà chọn tụ số 1 á, thì hy vọng hay là hãy ngừng, như là không ngừng tin tưởng hay là không ngừng khát khao những cái điều ước muốn của mình, và hãy tập trung vượt qua nỗi sợ, hãy giải phóng bản thân của mình khỏi những cái hàng rào hay là những cái gì đó đã kìm kẹp mình bấy lâu nay. Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 1 á, cái lý do mà họ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của bạn á, thì nó chính là cái việc rằng là để nhắc nhở bạn một điều, cái thông điệp là bạn đã lúc bạn cần phải có những cái sự hành động dành cho bản thân của mình và cho cái hạnh phúc của mình. Các bạn cần phải vượt qua nỗi sợ, và cái hạnh phúc của bạn á, nó đang nằm ở trong bản thân của các bạn. Những cái sự khát khao, những cái gì đó nó rất là sâu thẳm về cảm xúc bên trong trái tim của bạn á, nó đã lên tiếng rồi. Và đó chính là sẽ là thông điệp dành cho các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ đến với các bạn chọn tụ số 2. Thông điệp dành cho các bạn là phát triển bản thân. Để xem là các bạn có gì. Đối với những bạn mà chọn tụ số 2 á, thì các bạn có lá The Dream và lá 4 gậy ở đây. Cho nên nó có thể rằng cái người này khi mà họ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của bạn á, đó chính là cái khoảnh khắc mà hai bạn có những cái khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh nhau. Và bạn có thể là rằng là bạn luôn suy nghĩ về cái khoảnh khắc đó, hoặc là cái khoảnh khắc đó nó bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ của bạn, và khi mà bạn tỉnh dậy rồi á, những cái gọi là cái cảm xúc hoặc là cái cảm giác, những cái gì mà trong giấc mơ đó nó vẫn còn đọng lại khi bạn tỉnh dậy. Thật ra ở đây á,
mình cảm nhận được rằng là ở đây các bạn có lá King of Pentacles, cho nên có thể rằng cái mối quan hệ giữa bạn và người đó ở thời điểm hiện tại á thì nó khá là lãnh đạm, nó khá là nhạt, giống như là bạn cảm nhận được rằng là giữa hai người hiện tại thật ra không hề có một cái mối quan hệ sâu sắc nào cả, và mọi chuyện nó cứ nhạt dần đi. Nhưng mà thật ra cái vấn đề ở đây đó chính là cái việc các bạn cần phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Ở đây mình không cảm nhận được rằng là đây là hai bạn đã chia tay hoặc là đã ngưng kết nối, mà giống như là cái việc là các bạn đang có một cái khoảng thời điểm tạm ngừng, hoặc là các bạn cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này á nó có một cái gì đó đã nhạt dần rồi, và bạn bỗng nhiên bạn tự hỏi rằng là không biết lý do tại sao. Ở đây bạn có lá Hot to Hot Conversation và Spend Quality Time Together, có nghĩa là đã lúc các bạn cần phải dành nhiều thời gian cho nhau hơn và hãy để trái tim mình lên tiếng. Mình cảm nhận được cái người mà bạn mơ về, bạn nghĩ về á, trong những giấc mơ của bạn á, họ có tình cảm với bạn đó, nhưng mà dường như cái tình cảm này á, nó đã trở thành một cái thói quen rồi, và chính vì như vậy cho nên là các bạn dường như có một cái gì đó nó khá là nhàn nhạt trong cái mối quan hệ ở hiện tại, chứ nó không còn được cái sự nồng ấm hay là cái sự nồng nhiệt trong khoảng thời gian ban đầu nữa. Và cái điều này cả hai bạn cũng vẫn hiểu được cái đó, cho nên là cả hai bạn cố gắng để loay hoay để tìm ra câu trả lời dành cho bản thân của mình. Thì thay vì các bạn có những cái sự loay hoay như vậy á, thì hãy dành thời gian cho đối phương nhiều hơn. Và cái spend quality time này á, không phải rằng là cái việc rằng là các bạn gặp nhau càng nhiều càng tốt, nó không hẳn là như vậy, mà là khi mà chúng ta dành thời gian chất lượng cho nhau, đó chính là cái việc mà mỗi lần mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẵn sàng gác bỏ hết những cái việc còn lại và chúng ta chỉ tập trung vào cái mối quan hệ này, tập trung vào cái thời điểm mà khi chúng ta được ở bên cạnh nhau, những cái niềm vui, hay là các bạn khi mà các bạn ở bên cạnh nhau, các bạn có cái thời gian hay là thời điểm để đối thoại với nhau á, thì các bạn rót vào đó rất là những cái năng lượng tích cực, mà để rồi khi mà đến tối, khi mà hai người trở về nhà, hoặc là hai người không còn giống như là mỗi người về một hướng rồi á, thì các bạn vẫn còn những cái kỷ niệm rất là đẹp còn đọng lại bên trong trái tim của mình. Thì đó mới là cái khoảng thời gian mà mình dành thời gian chất lượng ở bên cạnh nhau, chứ không hẳn là cái việc các bạn cố gắng gặp nhau càng nhiều thì sẽ càng tốt. Tại vì nếu như mà các bạn gặp nhau càng nhiều càng tốt, nhưng mà xin lỗi mọi người, chứ cái việc mà các bạn gặp nhau càng nhiều nhưng mà ở đây các bạn không có sự đầu tư nào cả, các bạn đi chơi với nhau hay là các bạn gặp nhau mà các bạn không biết nói với nhau điều gì, các bạn không có sự tâm sự, các bạn không có cái sự đồng cảm, các bạn không có chia sẻ, thì cái mối quan hệ của các bạn nó sẽ càng nhạt hơn mà thôi. Cho nên là hãy dành thời gian nhìn nhận lại cái tình cảm của mình dành cho đối phương như thế nào, và hãy dành thật là nhiều, ý là không phải là nhiều, nhưng mà là hãy để cho những cái khoảng thời gian mà chúng ta gặp nhau là những cái khoảng thời gian thật sự chất lượng. Ở đây các bạn đừng quá lo lắng, và các bạn có lá coming together, cho nên thật ra mối quan hệ của các bạn á, cho dù nó đang ở cái mức độ nào, có thể là các bạn đang bị rất là nhàn nhạt nhưng mà vẫn trong một mối quan hệ, hay là các bạn đã có cái sự tạm ngừng kết nối hay là như thế nào đó rồi, thì các bạn cũng sẽ có thể quay trở lại với nhau được nếu như các bạn thật sự mong muốn. Cái điều đó nó đã đang đến rất gần rồi, và những cái giấc mơ của bạn nó cũng báo hiệu điều đó. Các bạn giống như là nãy giờ mình nói ban đầu, trong những giấc mơ của bạn, các bạn có những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ bên cạnh nhau, và chính cái điều đó nó sẽ thúc đẩy giống như là những cái dấu hiệu hay là những cái điềm báo để cho các bạn có thể quay trở về một lần nữa. Ở đây các bạn có lá High Risk và phát triển bản thân, cho nên á, đối với những bạn chọn tụ số 2 á, thì nó cũng là một cái thông điệp ngầm rằng là hãy không ngừng phát triển bản thân của chính bạn mình và làm cho cuộc sống của mình bận rộn hơn, quay về cái hành trình self love. Và khi mà bạn làm được như vậy á, thì các bạn thể thấy hình ảnh của lá The High Risk, và cái điều mình rất là thích ở đây á là ở dưới chân của thiên thần này thì có một quả táo. Mình nghĩ đây là quả táo, và thường những cái quả táo á, thì nó sẽ tượng trưng hay là nó sẽ đại diện cho tình yêu, và trên tay á, thì đang cầm một quyển hay là một cuốn sách hay là một cái lá thư nào đó, thì nó là rằng là cái việc mà khi mà các bạn tập trung vào chính bản thân của mình á, thì các bạn có thể làm được những cái gì mà mình muốn, ví dụ như là các bạn về học thức, về kiến thức, về tri thức, về những cái điều kỳ diệu, về vũ trụ, về sự sắp đặt, hay là về cả về tình cảm nữa.
Nói chung là khi mà các bạn làm được điều đó rồi thì vũ trụ sẽ góp phần thúc đẩy, sẽ hỗ trợ các bạn có thể manifest, có thể kiến tạo được những cái điều đó. Cho nên là hãy không ngừng tập trung về phát triển bản thân. Có thể rằng là King of Pentacles ở đây nó cũng nói lên một việc rằng là hiện tại cái người bạn đang nghĩ đến họ đang tập trung vào những cái khía cạnh về công việc của họ hay là những cái khía cạnh khác rất là nhiều, và đó cũng là một cái lý do vì sao mà họ cảm nhận như là họ không có thời gian để tập trung hay là cái đầu tư cái chuyện tình cảm dành cho bản thân của bạn nữa. Nhưng mà anyway, dù kết quả như thế nào á thì cái điều mà các bạn có thể làm cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại bây giờ á, đó chính là cái việc là các bạn tập trung về mình, tập trung làm sao cho mình càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tuyệt vời, càng ngày càng lấp lánh hơn so với cái khoảng thời gian của mình trước đây. Các bạn không thể nào lên tiếng, các bạn không thể nào gào thét và bắt buộc một ai đó rằng là người đó phải quan tâm đến mình, người đó phải yêu thương hay là người đó phải chứng tỏ, nói chung là cái tình yêu của người đó dành cho mình bằng những hành động được. Hay là người đó phải nói là rằng là mình rất là thích bạn, anh yêu em hoặc là yêu anh hàng mỗi ngày được, everyday được. Cho nên cái việc đó chính là khi mà bạn tự đứng trên đôi chân của mình rồi á thì thật ra bạn đang tỏa sáng rất là lấp lánh, và khi mà bạn có một cái sự tự lập tự chủ thì bạn đang chính là bạn đang thu hút lại cái người đó có thể quay trở về với mình. Cho nên không cái việc gì giống như là mình không thể nào hành động hay là điều khiển cái sự suy nghĩ của người khác, nhưng mình có thể chủ động hành động và điều khiển cái sự suy nghĩ của bản thân của mình. Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 2 á thì các bạn cần phải tập trung vào cái việc rằng là bản thân mình càng ngày càng hoàn thiện hơn, và thay vì cái việc rằng là để cho cái mối quan hệ này á nó càng ngày càng lạnh nhạt hay là các bạn đang trong cái sự bế tắc, thì các bạn có thể có được giống như là những cái khoảng thời gian chất lượng ở bên cạnh nhau. Các bạn có thể có cùng heart to heart conversation ở đây, nó không hẳn là các bạn phải gặp nhau các bạn nói chuyện hay là các bạn dành hàng giờ hàng hàng tiếng đồng hồ để các bạn bày tỏ những cái điều mà mình bức xúc ở trong lòng ra. Cái đó nó không hẳn là như vậy, mà nó giống như là hãy để trái tim lên tiếng. Và cái việc trái tim lên tiếng này á nó còn nói lên ý nghĩa là có thể là về lời nói hoặc là hành động, nhưng mà nó sẽ tràn đầy cái sự yêu thương, cái sự đóng góp, cái sự xây dựng, chứ không hẳn là thiên về cái việc rằng là các bạn trách móc, các bạn nói tại sao anh làm vậy, em muốn là anh phải sao ta nhắn tin cho em hàng ngày, quan tâm em hàng ngày hay là gì gì đó, hoặc là em phải làm như vậy, vậy thì anh muốn em như vậy, tại sao em không làm như vậy. Nó không hề thiên về cái sự trách móc ở đây, mà nó thiên về rất là nhiều những sự yêu thương và những cái hành động xây dựng thông qua hành động và lời nói, chứ không hẳn là chỉ là về lời nói và sự trách móc không. Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 2 á, các bạn cần phải cố gắng lên và hãy tin tưởng rằng là thật ra những cái giấc mơ của các bạn và cái thông điệp dành cho nó đó chính là cái việc các bạn có thể trở về bên nhau được, nếu như đó là những cái điều mà các bạn mong muốn, các bạn thật sự khát khao. Và đừng để mọi chuyện chỉ dừng lại ở mong muốn và những sự khát khao nha, các bạn cần phải đưa lên thực hiện cái điều đó bằng hành động và bằng cách là không ngừng hoàn thiện bản thân của mình và có những cái đóng góp hoặc là những cái xây dựng tích cực trong cái mối quan hệ tình cảm, để cho cả bạn và họ khi mà hai người ở bên cạnh nhau á, thì các bạn đều luôn cảm thấy thoải mái, đều luôn cảm thấy rằng khi mình ở bên cạnh người này á, mình không cảm thấy bị bất cứ một cái điều áp lực nào cả. Và bây giờ mình sẽ đọc thông điệp dành cho các bạn nha. Cuộc đời là một hành trình khám phá và phát triển bản thân. Khi tôi quên mất điều này và để mình ì trệ, vũ trụ sẽ gửi đến cho tôi một thông điệp nào đó, một bài học, một nhiệm vụ hay một thử thách nào đó để tôi tiếp tục phát triển. Chủ động quan sát và đón nhận, tôi có thể tận hưởng hành trình của mình và sẵn sàng đồng sáng tạo cùng vũ trụ. Yes. Và có thể rằng cái sự thách thức dành cho cái mối quan hệ của bạn hay là cái sự mà là hiện tại các bạn đang rất là nhàn nhạt này á, nó có thể là một trong những cái thách thức mà để các bạn cùng nhau ngồi lại ngẫm lại nhìn lại và nhìn nhận, để cho cái mối quan hệ này sẽ càng ngày càng gắn bó khăng khít hơn, chứ không phải rằng là các bạn nhìn nhận để cho cái mối quan hệ này càng ngày càng xa rời nhau hơn. Và đó sẽ là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ số 2, cho nên là các bạn cần phải cố gắng lên nha. Mọi người đợi mình xíu. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ số 3. Thông điệp của các bạn là hoàn hảo.
Đối với những bạn chọn tụ số 3, tại sao bạn lại mơ thấy người ấy, và tại sao và cái thông điệp dành cho giấc mơ của bạn dành như thế nào á, đó chính là cái việc rằng là các bạn cần phải trải qua những cái, vượt qua được những cái cảm xúc của mình. Ở đây các bạn đầu tiên là các bạn có lá Lotus là sadness, tượng trưng cho nỗi buồn và những cái gọi là không có điều chắc chắn á, những cái sự mất mát ở đây. Và đối với những bạn chọn tụ số 3 thì có thể rằng cái mối quan hệ giữa bạn và họ nó quá nhiều những cái gọi là struggle, những cái nỗi đau ở bên trong đây. Và một phần nữa rằng là đối với những bạn chọn tụ số 3 thì mình cảm nhận được trong cái trường hợp và trong trải bài của các bạn á, đó chính là cái việc rằng là các bạn đã có một khoảng thời gian ngưng kết nối với nhau rồi. Và bỗng nhiên dạo gần đây các bạn lại mơ thấy họ. Ở đây các bạn có lá The Devil, cho nên là có thể rằng bạn vẫn còn tình cảm về dành về phía họ. Và ở đây mình cũng cảm nhận được đây sẽ là một cái mối quan hệ hai chiều, nghĩa là họ cũng còn tình cảm dành cho về phía bạn. Các bạn cùng bị, các bạn struggle, các bạn có những cái sự liên kết, các bạn có những cái sợi dây quấn quýt lẫn nhau và rất là khó để cho các bạn dứt ra được. Nó giống là một cái sự phụ thuộc rất là lớn. Dường như rằng nỗi đau vẫn còn đó, cái sự ngại ngùng vẫn còn đó, cái sự ngập ngừng khi mà gặp mặt nhau hay là nhắn tin hay là liên lạc. Và cái điều mà không chắc chắn là liệu rằng mình có thể làm được điều gì nữa trong mối quan hệ này, nhưng cái tình cảm vẫn còn đó. Và ở đây mình cảm nhận được cái sự rằng là cho dù các bạn đang rất là đau khổ, các bạn đang rất là buồn bã, nhưng mà cái việc rằng là mình không nỡ để rời khỏi cái mối quan hệ này, mình không nỡ để rời đi, nó vẫn còn ở bên trong suy nghĩ của các bạn và các bạn vẫn nghĩ về họ. Ở đây các bạn có lá Ace of Wands và lá Retreat ở đây, cho nên những cái giấc mơ mà thông điệp những giấc mơ dành cho bạn sẽ là giữa bạn và người này, các bạn sẽ có một cái sự làm lại ở đây, các bạn sẽ có một sự bắt đầu lại, khởi đầu lại. Và cái hình ảnh của lá Ace of Wands là hình ảnh của Chúa Trời đang sáng tạo ra vũ trụ, đang sáng tạo ra con người bằng một cái cây gậy, ý là ngài chỉ cần gõ một phát thôi là từ đây những cái sinh linh hay là những cái điều tuyệt vời trong vũ trụ nó sẽ được hình thành. Và khi mà hai lá này đi với nhau thì mình cảm nhận được rằng là các bạn sẽ có một cái sự làm lại, một cái sự khởi đầu mới bắt đầu từ đây. Và các bạn có express your love và embrace your emotion, cho nên đó chính là lý do tại sao mình nói ban đầu là các bạn có tình cảm với nhau hay không. Thì yes, các bạn vẫn có tình cảm với nhau, các bạn vẫn còn hướng về nhau đó, nhưng mà khi mà các bạn ở bên cạnh nhau, các bạn có một cái sự ngần ngại, các bạn rất là ngại ngùng, cái sự ngập ngừng đó, các bạn không biết là mình cần phải làm gì. Cái tình cảm bên trong của các bạn nó vẫn còn dạt dào, nó vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà các bạn rất là ngại để thể hiện điều đó ra, tại vì những cái nỗi sợ ở đây nè, cái điều mất mát ở đây, các bạn rất là, sau những cái tổn thương các bạn trải qua trong mối quan hệ này, các bạn không còn cái cảm giác tự tin rằng là nó sẽ tốt đẹp thêm một lần nữa, và nó, mọi thứ nó đã không còn tự nhiên nữa rồi. Nó có cái gì đó nó rất là, mình sẽ, cái đối với những bạn nhận tụ số 3 này mình sẽ sử dụng từ ngại ngùng hay là ngập ngùng rất là nhiều, tại vì mình nghĩ rằng là cái từ đó là cái từ rất là thích hợp cho cái, ý là cái năng lượng dành cho các bạn á. Cho nên các bạn che giấu cái hoạt, cái cảm xúc của mình, những cái gì mà mình thật sự suy nghĩ ở đây. Và ở đây các bạn có express your love và embrace your emotion. Có một điều á, mà có một bài thơ mà ngày xưa mà mình thường được nghe, mình không có nhớ rõ chính xác rằng là cái bài đó tên là gì, nhưng mà có một câu là vậy nè, là còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Nó giống như rằng là mỗi lần mà chúng ta gặp nhau thì sẽ trừ đi một lần chúng ta không còn được gặp nhau ở tương lai nữa. Cho nên là nếu như mà các bạn vẫn còn có cơ hội và vẫn còn để có thể liên lạc và gặp nhau, và nếu như mà cái tình cảm của mình vẫn còn đó thì đừng ngại ngùng gì cả. Các bạn có thể, nếu như mà các bạn cảm thấy quá ngại thì các bạn có thể làm nhiều cách, giống như là bật đèn xanh để cho đối phương của các bạn hiểu rõ hay là như thế nào đó, ý là có rất là nhiều cách để các bạn thể hiện, chứ không cần phải trực tiếp chủ động ra và nói thẳng ra với là mình vẫn còn tình cảm với bạn, mình vẫn còn gì. Có thể là các bạn sẽ tỏ ra cái sự ngầm, giống như là bạn quan tâm đến sức khỏe của họ, bạn như thế này đến cuộc sống của họ, bạn quan tâm hỏi han. Nhưng mà ít nhất khi mà các bạn làm điều đó rồi á, các bạn sẽ cảm nhận được rằng là mình sẽ không hối hận. Giống như là một cái câu nói mà mình đã từng được đọc trên mạng á, đó chính là cái việc chúng ta khi mà chúng ta về già rồi á, thì cái điều mà chúng ta thường hay hối hận nhất á, không phải là những gì mà chúng ta đã làm, mà là những gì chúng ta chưa làm.
Cho nên là đối với những bạn chọn tổ số 3 thì đừng để cái sự ngại ngùng hay là những cái sự ngần ngại của các bạn trong cái thời điểm này. Có thể rằng các bạn đã phải chịu những cái nỗi đau, những cái sự mất mát đó, nhưng mà hãy để cho cái mối quan hệ này một cơ hội nữa, nếu như thật sự bạn vẫn còn tình cảm nha, nếu như thật sự bạn vẫn còn hướng về họ. Và trong những cái giấc mơ của bạn á, thì hãy để trái tim của mình lên tiếng và hãy sống giống như là mình chưa bao giờ được sống, hãy sống như là ngày mai mình không còn nữa, và hãy sống thật với cái tình cảm của mình. Ở đây các bạn có lá 10 ly và success and growth, cho nên là chỉ cần các bạn làm được như vậy, đây sẽ là cái outcome dành cho các bạn, thông điệp từ những giấc mơ của các bạn, mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Cái hình ảnh của lá 10 ly này là một cái hình ảnh rất là viên mãn, rất là tuyệt vời. Nó hơi bị thiếu vật chất một chút xíu thôi, nó sẽ không được đẹp giống như là lá 10 xu. Lá 10 xu thì nó sẽ thiên về vật chất nữa, nhưng mà lá 10 ly này á, nó thiên về một cái khía cạnh rất là nhiều về tình cảm, giống như là tình cảm ấm áp gia đình giữa vợ chồng, con cái, gia súc. Và ở trên đây thì có cả thiên thần, giống như là cái căn nhà của bạn á, nó không phải là căn nhà giàu có, nó không có nhiều đầy đủ vật chất, nhưng mà đâu đó ở đây á, các bạn vẫn cảm nhận được cái tình yêu, tình cảm tròn đầy, trọn vẹn. Và success and grow giống như là bạn sẽ thành công và bạn sẽ càng ngày càng phát triển hơn trong cái mối quan hệ tình cảm của các bạn, nếu như mà đó là những cái điều các bạn thật sự mong muốn, chứ hay là đừng ngại ngùng gì cả. Và cái thông điệp hoàn hảo dành cho các bạn đó chính là mình sẽ đọc cái thông điệp này trước nha. Tôi sống trong một vũ trụ hoàn hảo, mọi điều diễn ra bởi nó cần được diễn ra, mọi điều diễn ra đều gửi đến tôi một dấu hiệu hay một thông điệp nào đó, đều mang ý nghĩa nào đó. Có thể tôi chưa nhận ra hoặc chưa hiểu nó một cách trọn vẹn, tôi lựa chọn tin vào tiến trình, tôi đón nhận mọi thứ và điềm tĩnh quan sát. Yes, đây là một cái thông điệp rất là đẹp. Và thật ra những cái nỗi đau mà các bạn đang phải chịu đựng ở đây thì nó giống như là cái việc mà để các bạn có thể thức tỉnh trên cái hành trình hay là những cái bước đi tiếp theo dành cho bản thân của mình. Và nhờ vào những cái điều như vậy á, bạn sẽ càng ngày càng phát triển và bạn hoàn thiện được hơn bản thân của mình trong một tương lai. Cho nên đối với những bạn chọn tụ số 3 thì nó sẽ tùy thuộc, giống như là ban đầu mình nói á, nếu như các bạn vẫn còn tình cảm và các bạn thật sự còn hướng tình cảm về người này á, thì cái thông điệp giấc mơ dành cho các bạn đó chính là các bạn có thể, hai bạn sẽ có cơ hội làm lại và có một cái sự khởi đầu mới, và mọi thứ nó xảy ra đều là có sự sắp đặt cả. Và nếu như mà bạn bắt đầu suy nghĩ và bạn bắt đầu mơ thấy họ rồi, thì có nghĩa rằng là bản thân của họ, họ cũng đã bắt đầu có những cái suy nghĩ về bạn, và giữa hai bạn đều có những cái mối liên kết, những cái sợi dây vô hình các bạn gắn được, gắn chặt với nhau, và cái hợp đồng linh hồn của các bạn vẫn chưa có sự kết thúc ở đây. Và đó chính là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ số 3 nha. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ số 4. Thông điệp của các bạn là tiếng vọng. Để xem các bạn có gì. Đối với những bạn chọn tụ số 4 á, thì mình cảm nhận được ở đây á, đó chính là cái việc mà các bạn đã được chữa lành rồi. Và có thể rằng giữa bạn và người này á, hai bạn đã từng có một cái sự kết nối rất là sâu sắc, nhưng mà cái thời điểm hiện tại bây giờ á, thì bạn đã hoàn toàn ổn hơn ở, và cái việc mà bạn mơ thấy người này rất là nhiều á, nó không có gì khác ngoài là cái bài test lại cảm xúc của bạn, và xem là khi mà bạn đối diện với người này ở trong những cái giấc mơ hoặc là có thể ở trong cái thế giới thực tại thì cái cảm xúc đó vẫn còn hay không. Và ở đây mình thấy rằng là bạn đã làm được, bạn đã buông bỏ được hết tất cả mọi thứ. Bạn có lá release và purification. Purification ở đây á, bạn có thể thấy nó là emotion cleansing, giống như là những cái cảm xúc của bạn hay là những cái điều tiêu cực bạn đã từ ở trong cái mối quan hệ này á, bạn đã gột bỏ, bạn đã gột sạch được rồi, bạn đã vượt qua được rồi. Và release đấy như là bạn
bạn sẽ thấy như là một người đang đang giống như là mở cái áo ra và để cho những cái ánh sáng tuôn ra, và như là bạn giải phóng được những cái nguồn năng lượng tiêu cực hoặc là những cái gì trì trệ bên trong bản thân của mình bấy lâu nay bạn đã làm được. Cho nên cái việc mà bạn thường xuyên mơ thấy họ, có thể rằng cái những cái cảm xúc ở trong bên trong giấc mơ đó bạn vẫn sẽ còn một chút cảm xúc đau, nhưng mà nó remind hay là nó nhắc nhở bạn rằng khi mà mỗi sáng bạn thức dậy bạn đều cảm nhận được rằng là à thì ra mọi chuyện đã qua rồi và mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Ở đây bạn có lá The Hanged Man và bạn sẽ có lá The Hanged Man trước, là bạn đã chấp nhận nhìn mọi việc theo một cái hướng khác đi, và bạn đã tin rằng là thật ra mọi việc xảy ra nó đều theo cái sự sắp đặt của vũ trụ, của số phận rồi. Bạn đã buông bỏ được những cái vấn đề, những cái sự kìm hãm bên trong mình bấy lâu nay. Cho nên đối với những bạn mà chọn tụ số 4 á, mình cảm nhận được rằng á, cái giấc mơ mà khi mà bạn mơ về họ rất là nhiều á, nó mang đến cái việc là bạn có thể có một cái sự buông bỏ dành cho bản thân, hoặc là buông bỏ dành cho cái mối quan hệ này. Bạn đã không còn chấp niệm nữa, và mỗi ngày khi mà bạn mơ thấy họ, nó như là những cái bài test. Có thể là ban đầu bạn sẽ cảm thấy rất là đau đớn, bạn không chịu được, bạn không vượt qua được, nhưng mà dần dần rồi bạn đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc với những cái điều đó. Ở đây bạn có lá Page of Cups và lá Queen of Cups. Nó là từ mức độ thấp, từ tiểu đồng cho đến nữ hoàng. Cho nên nó đối với những bạn mà chọn tụ số 4 á, thì các bạn đã từ từ dần dần và các bạn đã trưởng thành hơn rồi. Các bạn đã buông bỏ được, các bạn đã cảm thấy bên trong bản thân của mình càng ngày càng nhẹ nhõm hơn rồi. Và ở đây các bạn có lá Playfulness. Ở đây có nghĩa là bạn đã hoàn toàn có thể tận hưởng được cái niềm vui ở hiện tại. Có thể trước đây bạn không làm được điều đó, bạn vẫn còn mang rất là nhiều những cái sự gánh nặng hay là những cái điều gì đó canh cánh trong lòng, bạn mang trong mình nỗi buồn man mác, vô vọng, tuyệt vọng, hay là bạn nhìn mọi thứ với bầu trời xám xịt, bạn không thể nào thấy được niềm vui, hay là bạn nghĩ rằng người đó rời đi rồi thì cả thế giới của bạn sẽ sụp đổ như thế nào đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mọi thứ nó đã khá hơn rất là nhiều rồi. Bạn đã có thể nhìn nhận được mọi thứ, bạn có thể cảm thấy được những cái điều tuyệt vời xảy ra xung quanh của mình, và bạn đã có một cái nhìn rất là khác, bạn tận hưởng ở hiện tại. Ở đây bạn có lá Get to know each other. Nhưng mà cái lá mà Get to know each other này á, nó không phải là cái việc mà bạn và cái người mà bạn nghĩ tới là hai người sẽ có một sự khởi đầu lại hay là một sự làm lại đâu, mà cái Get to know each other này có nghĩa là cái việc bạn hiểu rõ hơn về bản thân của mình, về cái cảm xúc của mình sâu bên trong của mình, và bạn cảm thấy rất là, nói chung là khi mà bạn đã gột sạch được hết những cái nỗi lo hay là những cái điều đó làm bạn cảm thấy rất là tuyệt vọng á, thì giống như là bạn hoàn toàn trở thành một con người hoàn toàn mới, và nó mang đến cái sự thức tỉnh. Bạn cảm thấy bên trong bản thân của mình á, mình được nhẹ nhõm đi rất là nhiều, mình được thoải mái và mình đã có thể cảm nhận được niềm vui rồi. Cái thông điệp, ấy dạ, cái lá bài thông điệp tiếng vọng dành cho các bạn, bây giờ mình sẽ đọc thông điệp dành cho các bạn nha. Phản hồi từ thế giới ngoài kia là tiếng vọng lại của những điều được phát đi từ tôi. Nếu tôi muốn người khác công nhận mình, tôi cần công nhận họ. Nếu tôi muốn được yêu vô điều kiện, tôi cần trao đi tình yêu vô điều kiện. Nếu tôi muốn được chia sẻ, tôi cần sẽ chia. Trao đi sự hằn học, giận dữ, nghi ngờ, tôi cũng sẽ nhận lại được chính những điều đó. Và cái tiếng vọng ở đây như là cái việc rằng là khi mà bạn get to know each other, bạn hiểu được rõ bản thân của mình, bạn không còn cái gọi là những cái chấp niệm hay là những cái điều quá phụ thuộc, những cái nỗi đau, những cái nỗi khổ, niềm đau nữa. Và bạn trao đi, bạn lan tỏa cái tình yêu, những cái ánh sáng ở bên của bản thân của mình ra bên ngoài thế giới á, thì mọi việc sẽ ổn thôi. Cho nên mình cảm nhận được tinh thần của những bạn chọn tụ số 4 á, đó là một cái tinh thần rất là light hearted, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Và cuối cùng thì các bạn đã có thể từ bỏ được những cái gánh nặng ở trong lòng bấy lâu nay, các bạn đã có thể vui vẻ, các bạn đã bắt đầu tìm lại được niềm vui, những cái sở thích hay là những cái điều dễ thương nho nhỏ ở trong thế giới xung quanh rồi. Và các bạn đang từng bước xây dựng lại thế giới của mình, các bạn gột sạch lại, các bạn có một cái sự thức tỉnh, các bạn có một sự hồi sinh trở lại ở đây. Cho nên xin chúc mừng những bạn chọn tụ số 4. Và mình biết được rằng cái hành trình này, những cái bước đường này á, nó không hề dễ dàng một chút xíu nào cả. Giống như là cái việc là mỗi lần mà các bạn mơ thấy họ trong giấc mơ và có những cái sự thổn thức, những cái cảm xúc nó vẫn còn đọng lại rất là nhiều sau khi các bạn tỉnh dậy. Nhưng mà rồi hãy để mọi thứ, những cái gì mà đã qua rồi á, thì hãy để cho nó qua đi. Tại vì cho dù các bạn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì
nó cũng đã thuộc về quá khứ rồi. Và cái mà mình cần thiết đó chính là cái việc mình nên tập trung vào hiện tại, mình nên tập trung vào những cái khoảnh khắc, những cái sự bình yên, an yên mà mình đang có. Và khi mà bạn làm được như vậy á, thì thật ra những cái điều tuyệt vời á, đang đến với bạn. Và đó như là cái việc rằng là bạn đã chứng minh với vũ trụ rằng là mình đã sẵn sàng để cho một cái hành trình mới, một cái chương mới bắt đầu rồi. Cho nên là không có việc gì mà mình phải giống như là ở lại trong những cái chương cũ nữa. Mình đã hoàn toàn giải phóng bản thân mình khỏi những cái nỗi lo, những cái năng lượng tiêu cực hay là những cái gì còn đang kìm kẹp bên trong bản thân của mình bấy lâu. Ok. Và và đó là thông điệp dành cho tụ số 4. Mình đã xong hết thông điệp dành cho 4 tụ bài ngày hôm nay rồi. Và để nhận thêm thông báo khi có video mới, mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.